cũng có những người bạn là những người bạn diễn viên hay là những nghệ sĩ lớn nói ê Trang mốt mày cho tao diễn kịch cà phê suốt coi. Wow. Tao mắc diễn quá. Tao thèm diễn kịch dài quá. Em thèm diễn bi quá, em mốt Trang cho em diễn suốt. Mà thật sự là các bạn nói thì mình cũng ghi nhận cái sự đam mê của các bạn, nhưng mà Trang thì Trang không có ý định là Trang sẽ mời với dạng khách mời như vậy. Tại vì mình nghĩ ra ví dụ bây giờ hằng ngày ví dụ như là Trang có trên dưới 10 khán giả, ít nhất là trên dưới 10 khán giả, nhiều lắm là trên dưới 70 khán giả. Nhưng mà ví dụ như bây giờ ví dụ như mời Mẫn lại đi, bạn bè của Mẫn kéo tới đùng đùng tới 100 khách, ok thì cái bữa đó là Trang sẽ lời đó. Nhưng mà sau đó các bạn sẽ đi, các bạn thích Mẫn rồi các bạn lại, chứ các bạn không thực sự thích kịch cà phê. Cái điều đó là Trang không thích. Trang không muốn, tại vì Trang muốn khán giả của Trang là khán giả phải yêu thích kịch, đừng yêu thích một nghệ sĩ riêng nào đó của mình. Đó.